Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác có niềm đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đang truy cập vào kênh YouTube Điện Máy Hoàng Quân, một kênh chuyên mua bán giới thiệu và test các sản phẩm âm thanh bãi. Địa chỉ cửa hàng tại Thị Tứ, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804715. Hôm nay ngày 27 tháng 10, em làm clip test và giao trả cho một bác khách đã đặt mua cặp loa Pioneer CS F99. Và lúc trước em có clip nói chi tiết về cặp loa này rồi, nên em sẽ chỉ quay qua và sẽ test qua để kiểm tra lại chất âm của cặp loa. Cặp loa này nguyên zin, rất là đẹp. Thùng vách rất đẹp, không có gì để chê. Pioneer CS F99. Công suất 190W trên một thùng loa, trở kháng 6,3 ohm. Sản xuất tại Nhật Bản. Và bây giờ em xin test lại cặp loa.
Vâng, em đã test xong cặp loa và sau clip này em sẽ đóng hàng cẩn thận để chuyển hàng qua cho bác. Và bác nào có nhu cầu muốn mua cặp loa hoặc các sản phẩm khác của cửa hàng hãy gọi điện qua hai số điện thoại 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Và các bác xem video đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật cho mình được những video mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.